Ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc COP27 kết thúc trong ngày 20 tháng 11 tại thành phố Sharm El Sheikh của Ai Cập, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về những gì mà COP27 đạt được. Theo ông Macron, mặc dù COP27 đã nỗ lực đến phút cuối cùng để đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về việc thành lập một quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại cho các nước chịu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu nhiều thập kỷ qua, nhưng COP27 đã kết thúc mà không có được các đột phá trong việc cam kết cắt giảm thêm mức phát thải carbon. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tỏ ý hoài nghi về tính hiệu quả của quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại, khi cho rằng còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến hoạt động của quỹ này, từ quy mô số tiền sẽ được các quốc gia phát triển chi tri ra cho đến cơ chế quản trị. Do đó, Tổng thống Pháp cho biết, nước Pháp dự tính sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ngay trong năm 2023, trước thời điểm diễn ra hội nghị COP28 vào tháng 11 năm 2023 tại Dubai, với mục tiêu là xây dựng một thỏa ước tài chính mới với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu. Thỏa ước này sẽ tập trung vào việc cải tổ sâu rộng cơ chế liên quan đến các khoản vay phát triển quốc tế. Đây cũng chính là đề xuất được nhiều quốc gia đang phát triển đưa ra tại COP27. Theo đó, các quốc gia phát triển và các định chế tài chính thế giới cần phải cải cách hệ thống tín dụng quốc tế hiện nay nhằm tạo thuận lợi cho các nước thế giới thứ ba. Bên cạnh Pháp, nhiều nước châu khác cũng bày tỏ quan điểm không thật sự hài lòng về kết quả đạt được tại COP27. Ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock nhận xét, mặc dù COP27 đã đạt được một đột phá trong việc thực thi công lý khí hậu, nhưng các quốc gia cũng đã đánh mất một khoảng thời gian quý báu trong việc cam kết thực hiện lộ trình giữ trái đất không nóng lên quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này. Ông Franz Timmermans, đặc phái viên phụ trách chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu, cũng tuyên bố những gì đã đạt được tại COP27 là chưa đủ. Đây là một thập kỷ mang tính quyết định, nhưng những gì chúng ta có trước mắt là chưa đủ để xem như một bước tiến cho người dân và hành tinh này. Các nước gây ô nhiễm nhất vẫn chưa đóng góp thêm đủ nỗ lực để cắt giảm lượng khí phát thải. Hội nghị này không mang đến sự tự tin lớn hơn rằng chúng ta sẽ hoàn thành được các cam kết đã đưa ra trong thỏa thuận Paris 2015 và tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm ngoái.